Đây biết nhìn thấy là chạy ra rồi. Wow, ở đâu đây? Cái này là cái gì nào? Đây là một quà. Đây biết, chết rồi chưa? Gì đã bóc ra thế? Đây, nói nhanh lên để cho các cô chú biết này. À, đây là quà của Alicia đi học mẫu giáo. Năm nào đến Noel thì Alicia đi học cũng về có quà cho bố và cho mẹ các bạn hả? David đang phá ra đây này. Đấy, thế bóc ra đi. Đây là từ từ đã xem nào. Đây nhá, người ta ghi đây là cho to far for Alicia. Và đây là to mua for Alicia. Cái này thì là cho mẹ này. Cái này thì là cho ba ba này. Đấy, thế để David bóc nè. Ờ, thế bóc từng món một đã. Để em bóc xong đã. Bóc ra xem nó là cái gì nhá. Đó. Wow, cái này là cái gì mà sao bọc cẩn thận ghê ta? Đưa mẹ bóc nhá, mẹ bóc nhá. Mẹ xem đây là cái gì nhá. Nào, được rồi, Elisa bóc đi. Em lại bắt đầu xử lý đến cái món này nữa. Con có bóc được không? Mà con bọc kiểu này. Ừ, con cứ giật ra đi. Mẹ bóc cho con. Mẹ bóc cho con á. Để cho em bóc đi. Đây đây, con bóc cái này nhanh nhé. Lấy cái này con bóc. Ngồi đây. Ngồi đây. Bóc lên xem nào. Kệ cho em được không? Em có bóc được đâu. Em lấy đi chơi mất rồi. Đi đâu ấy con? Đấy là quà của mẹ chứ. Không, đây là không quà cho mẹ, đây là quà cho ba mẹ. À đúng rồi. Ừ, ngồi đây. Thế ngồi đây. Ngồi đây bóc thì mới xem được. Đưa mẹ mua chia vào ok. Tự bóc đi. Tự bóc đi xem là cái gì nha. Khiếp, bọc cẩn thận thế. À, also men can camping ấy. Wow. Từ từ á, để mẹ xem cái này là cái gì nha. Ôi trời ơi. Để yên. Để mẹ mẹ quay cho cô chú xem này. Cô chú ơi, đây là quà của Elisa tặng mẹ này. Đấy, đây là cái kiểu như là cái móc móc áo ấy. Ui David, khiếp đành đá. Tanh tẻ. Còn đây là cái hộp này là để đựng tiền đấy các bạn ạ. Đây, tiền này là tiền xu hay là tiền giấy? Đây, nếu như mà tiền xu thì cũng mở. Đấy. Wow. Mở ở đây xong bắt đầu là lấy tiền ra được. Wow. Con cái thứ. El sister gần va du y. Tu vô du leo đen nhé. David. David. Con gì này? Đây là... Ôi, làm rơi mất rồi, con bướm rồi. Không khiếp. Trông mặt mẹ có giống mặt mẹ không? Xấu giống mẹ nhỉ? Xấu giống mẹ đúng không? Đây là cái móc này. Để treo lên xong bắt đầu là ví dụ như treo đồ hay treo cái gì đều được ha. Đấy, năm nào Alicia đi học về cũng đều có quà để tặng mẹ. Đến Noel là bao giờ cũng có quà tặng mẹ. Đây là năm thứ 2 Alicia đi học rồi thì cứ đến Noel là lại có quà về cho bố và cho mẹ. Thế mới hay chứ, ở đây nó giáo dục trẻ em rất là tốt các bạn ạ. Mà quà này thì cũng là từ nhà trường người ta mua và người ta hướng dẫn các em, giúp các em bọc quà cẩn thận và trang trí để mang về cho mẹ nhá. Và tặng mẹ và tặng bố nhá. Khiếp David. Thế của con đâu? Đây là cho ba ba này. Đây là cho mẹ này.
Cho ba ba là hộp tiết kiệm đựng tiền này. Còn cho mẹ là cái móc treo này. Wow. Thế mẹ xin. À, cái gì đấy? Thế mẹ xin nhá. Mẹ xin nhá. Ô, cái gì? Ô, David. Cái gì đấy? Wow. Mẹ ơi. Không, mẹ ơi không nhiều một đề. Tiền ở đây xong lại hỏng. À không để nhiều tiền ở đây xong hỏng à? Vâng. Con có một hộp tiết kiệm rồi. Elisa cũng có một hộp đựng tiền. À, gần đầy cái hộp ấy rồi các bạn ạ. Hôm nào sẽ làm video đập hộp tiết kiệm nhá, đập lợn nhá, xem được bao nhiêu tiền. Ê, may quá thì lại được tặng cái hộp này thì lại để tiền vào đây tiết kiệm nhá. Ok. Elisa, no baba come here mà so do say to baba then here. This part is here, ok? Again, this part again, thing. So no do thing can happen, so do can open here, ok? Nhưng mà cũng ở đây. Con vẽ hả? Ông ở đây, xong ở đây. Cái hộp này thì là cái hộp bằng gỗ, thế nhưng mà Elisa vẽ trang trí rồi. Đây, tô màu vào đây. Mẹ ơi, đây là mẹ. Đây là mẹ? Mẹ đâu? Yêu. Mẹ ơi, đây là mẹ này, vẽ mẹ thế này đây. Cái này viết cái tánh tè. Viết quá rồi. Đây là hộp của em à, đây. Đây, 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 em chỉ các cô chú xem đấy. Này, đây là Elisa. Ờ, Elisa. Ờ, của con hả? Thế khi nào David lớn thì học mẫu giáo mang về, cũng về mang quà cho mẹ nhé. Đến Noel mang quà về cho mẹ nhé. Được không? Bye bye các cô chú. Bye bye các cô chú à? Bye. Xem video của con. Xem video của cô nhá. Chúc cô chú có một Giáng sinh an lành nhá. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật. À, chúc tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh an lành nhá. Bye bye. Bye.